tôi bắt được ông rồi. Jack ơi, bây giờ hãy mau giao hết những gì của ông đây cho tôi nhanh lên. Ôi, kim cương hả? Ok, tuyệt vời. Ui, thẻ ATM hả? Tuyệt vời luôn. Ui, con gà này để làm gì trời? Ui, cái gì? Ủa sao ông không già xài cái súng này lên người tôi Jack? À, ui, cái gì? Cưa ông xanh hả? Chuyện gì đã xảy ra? Sao ông giữ cái này trong người của ông? Thôi được rồi, để tôi cứu ông cho Jack ơi. Được rồi, để tôi cứu. Trời, lại, 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 lại. Ôi, Jack ơi, Jack ơi, Jack ơi, Jack ơi, làm cái gì vậy? Jack ơi.